Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón xem bản tin thời tiết nông vụ ngày 22 tháng 11 trên kênh VTC 14. Thưa bà con, hiện tượng El Nino mạnh nhất trong 60 năm qua đang tiếp tục tác động đến sản xuất nông nghiệp nhiều địa phương trên cả nước. Trong đó, Quảng Bình là một trong những địa phương chịu tác động mạnh của hiện tượng thời tiết cực đoan này đến hết vụ đông xuân 2015-2016. Trước tình hình trên, các cơ quan chức năng tỉnh đã khuyến cáo bà con thực hiện chuyển đổi cây trồng, tích trữ nước hợp lý, củng cố tôn cao bờ ao hồ tự nhiên, đắp đập tạm ở các kênh rạch, tu sửa bờ vùng, bờ thửa giữ nước trên mặt ruộng. Quay trở lại với tình hình thời tiết tại khu vực Quảng Bình nói riêng cũng như là khu vực Trung Bộ nói chung, trong đêm nay và sáng sớm mai, suốt dọc các tỉnh thành từ Thanh Hóa trở vào cho đến Bình Thuận, mưa rào vẫn xuất hiện với diện rải rác, lượng mưa không quá nhiều nhưng phần nào cũng cung cấp thêm nước tưới cho sản xuất mùa vụ của bà con nơi đây. Còn vào ban ngày, nắng xuất hiện trên toàn khu vực, nâng mức nhiệt cao nhất ngày tại đây lên ngưỡng từ 27 đến 29 độ tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và từ 30 đến 32 độ cho các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận. Trở ra phía Bắc, do hệ thống gây mưa cho các tỉnh Bắc Bộ đã tạm thời gián đoạn, vì vậy thời tiết khu vực sẽ trở lại trạng thái khô ráo hơn. Trong đêm nay thì mưa chỉ xuất hiện dưới diện vài nơi. Sang ngày mai, mây giảm nhanh, trời có lúc nắng nhẹ với ngưỡng nhiệt cao nhất ngày, phổ biến từ 27 đến 29 độ ở khu vực Đông Bắc Bộ. Riêng tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ thì nhiệt độ cao hơn, dao động từ 28 đến 31 độ. Thời tiết sẽ khá dễ chịu và mát mẻ, thuận lợi cho những hoạt động sản xuất mùa vụ của bà con khu vực. Ở phía Nam đất nước đã bắt đầu bước vào tháng đầu mùa khô ở khu vực Tây Nguyên Nam Bộ, nên các hệ thống gây mưa gần như không còn xuất hiện nhiều, nên mưa chỉ còn xuất hiện rải rác tại hai khu vực này vào thời điểm chiều tối và đêm. Còn vào ban ngày thì nắng xuất hiện từ sớm và kéo dài nhiều giờ trong ngày. Nhiệt độ cao nhất vào thời điểm trưa chiều dao động từ 29 đến 31 độ ở Tây Nguyên và từ 31 đến 33 độ tại miền Tây Nam Bộ. Riêng các tỉnh miền Đông Nam Bộ thì nhiệt độ có thể đạt ngưỡng 33 đến 34 độ. Thưa bà con, thời tiết khô ráo và có nắng nhiều ở Tây Nguyên thời gian này khiến cho tình trạng thiếu dinh dưỡng trên cây cà phê diễn ra nhiều hơn. Đây là điều kiện thuận lợi cho bệnh vàng lá trên cây cà phê phát triển. Do đó, để chăm sóc tốt vườn cây trong thời gian này, bà con nên chú ý cắt tỉa cành lá thừa để tập trung dinh dưỡng nuôi cây, vệ sinh đồng ruộng, thường xuyên thu gom các cành lá bị bệnh phơi khô đem đốt để ngăn ngừa sự phát tán nguồn bệnh, bón phân cân đối và hợp lý, bón đầy đủ phân đa lượng theo từng chu kỳ sinh trưởng của cây. Ngoài những biện pháp trên đây thì việc dùng thuốc hóa học để phòng trị bệnh là một biện pháp cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên thì bà con cần lưu ý mua thuốc ở những cơ sở đảm bảo và sử dụng đúng theo hướng dẫn. Và kết thúc bản tin ngày hôm nay bởi bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các vùng trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, độ ẩm trung bình 82 đến 87%. Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 27 đến 29 độ, độ ẩm trung bình 83 đến 88%. Các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm và sáng nhiều mây có mưa rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, cao nhất dao động từ 27 đến 29 độ, độ ẩm trung bình 82 đến 87%. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm trung bình 83 đến 88%. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, cao nhất dao động từ 29 đến 31 độ, độ ẩm trung bình 80 đến 85%. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, với nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất dao động từ 32 đến 34 độ và độ ẩm trung bình 80 đến 85%. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.